Cho tất cả mọi người. Ở đây là mình sẽ nhập hai đàn ong vào. Hôm qua bắt nhưng mà muộn quá, không kịp cho mình cho vào cái đỏ này. Cái đỏ thì một khi bắt ong soi thì bẫy ong nó cũng chuẩn hơn. Cái con ong đồng tụ thì mình sẽ hun khói để nhập cho nó đồng mùi. Hai tổ này chưa tìm thấy chúa. Tổ này chắc chắn là chưa có chúa. Tổ bên này thì bên này có tìm thấy chúa và nó bay từ trên xuống. Trên rất cao. Mình cũng là sao. Mình sẽ tìm thấy chúa thì cái tổ mình thấy như này. Nhập tiếp đàn thứ ba này. Cái nhập ong này cũng rất là đơn giản, nó không cắn nhau, nhập hẳn ban ngày luôn. Bây giờ là một ong buổi sáng sớm, sương rất nhiều. Bên kia có nắng, sương mù rất nhiều, bắt đầu mùa hè đến. Hun một lúc lâu lâu một chút không là nó chưa đồng mùi, chưa lẫn vào nhau là nó sẽ cắn nhau chứ hết. Nó thật kỹ công, những cái hun nó thật kỹ một chút. Chơi vào lón vào mũ thì nó mình dễ ấy chứ bao thì nó hơi lâu, bao nó kín hơn. Ví dụ ở mũ hoặc ở nón thì nó mình che cái phần màn như thế nó dễ. Cực nhất là đội cái mũ này rồi, còn đợi an toàn cái mặt, bảo vệ cái mặt của mình. Đây mình sẽ cho đàn thứ nhất vào. Vừa tìm chúa hôm qua, cái đàn này mình chưa thấy chúa.
bạn chịu luôn là này luôn. Nó đang ạ. Vẫn chưa thấy chúa các bạn. Đây con chúa một đàn thì chắc chắn là không có chúa được một đàn này thì không biết là có chúa không. Cái đàn mình đang cởi này này là hôm qua là cũng không thấy chúa đâu cả. Cái đàn này thì chưa tìm chúa. Vất vả không tìm thấy chúa. Ghép thành công hai đàn của hai bao không cắn nhau. Đây, rất trật tự nhưng mà bây giờ mình chưa tìm thấy con chúa, có thể là hai đàn này đều không có chúa, mình phải bắt một con chúa khác ghép lại. Con lạnh ở đàn này cũng chết một số, vẫn đúng quân mấy chục con đàn này không bị. Buổi sáng nó vẫn còn lạnh, một số vẫn bầu nít mình đi từ đây chưa vào lên. Mình sẽ tìm không thấy con chúa không. Trong một hồi tìm kiếm không thấy chúa, hai đàn này đều không thấy con chúa nào.
Đây, trong này con chúa kia là con chúa bị chết rồi. Treo ở đấy để nhự nó, không con nào bầu ạ. Mình sẽ quyết định ghép đàn thứ ba vào, đàn thứ ba có chúa. Thì cái đó này nó rất là rộng. Để tình hình ghép tiếp đàn nữa vào, đàn thứ ba. Đây. Tiếp tục ghép tiếp đàn thứ ba vào. Không khí vừa.
thích không? Đông thế này mới sướng. Đàn này mình thả riêng nhưng mà hai đàn kia nó không có chúa, mình bắt buộc phải cho nó chung rồi. Không vì nó không có chúa là nó không phát triển được, mà lại phải mất bốn lần sau cũng rất là ghép vào trong nó đông càng nhanh có mật. Đây, như vậy là mình đã ghép thành công 3 đàn, 2 đàn vừa vừa và 1 đàn rất nhiều quân. Đúng. Cái đỏ này của mình thoải mái, nó rất to. Đây, tận trong kia, bên trong cuối. Đây, bây giờ bắt đầu trời nắng rất to. Ở vòng quanh này mình cũng có một số tổ ong bên kia nữa. Đó, không bị bay ra cắn nhau và đàn này cũng bắt đầu ổn định, không cắn nhau. Đây là trật tự từ ngoài vào trong, hy vọng không có con chó nữa. Rồi mình sẽ kết thúc video ở đây, chúc mọi người xem giải trí vui vẻ. Nhớ đăng ký ủng hộ mình để luôn chờ những video tiếp theo. Chào mọi người.